Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Cuộc sống chật vật khó khăn của nghệ sĩ thương tín ở tuổi 65. Sức khỏe yếu đi nhưng vẫn phải làm đủ việc để mưu sinh nuôi con nhỏ, dù biết trước nguy cơ bị đột quỵ. Nhắc đến thương tín, khán giả phim Việt nhiều thế hệ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của ông trong Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa. Nam diễn viên sinh năm 1956, ở thời Hoàng Kim những năm 1970 đến năm 1990, là tài tử màn bạc chạy show không xuể, lãng tử đào hoa, danh vọng và tiền bạc không hề thiếu. Thế nhưng, bước qua quá khứ huy hoàng ấy, lại là thực tại khắc nghiệt khi nam diễn viên này đã 65 tuổi, nhưng vẫn phải gồng gánh trên vai trách nhiệm với gia đình nhỏ, mưu sinh từng ngày. Trải qua nhiều cuộc tình và thất bại hôn nhân, hiện tại thương tín đang gắn bó với người vợ trẻ hơn mình 32 tuổi và có một cô con gái nhỏ 6 tuổi. Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cho chồng sau cơn đột quỵ, vợ thương tín cho biết: "Nhiều người đang trách tôi vì khi anh thương tín nhập viện không thấy người nhà đâu. Tôi sinh đến chính là mùa dịch thế này, cuộc sống rất khó khăn. Tôi phải về quê cho con đi học. Việc đi lại Sài Gòn cũng khó. Chứ cứ ở đây thì khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con ra. Trong mùa dịch này, anh thương tín cũng khó khăn vì không đi làm phim được." Sức khỏe của anh cũng bình thường, nhưng anh tính biết rõ mình có nguy cơ bị tai biến, bởi anh từng ngã nhiều lần. Anh về quê ăn Tết chỉ mới vào Sài Gòn được 2 ngày thôi. Khi tôi nghe tin anh bị đột quỵ nhập viện, nên tôi lập tức từ quê chạy vào Sài Gòn ngay. Lâu rồi anh hay bị té xỉu bất thình lình. Hôm mùng 2 Tết, tôi gọi điện và hỏi thăm anh cũng nói là mới bị té ngã. Tôi có mua thuốc bổ não cho anh uống, anh bảo bây giờ đứng lên hay bị say sẩm mặt mày. Tôi mới nghĩ chắc anh bị đột quỵ. Anh nói tay chân anh tê, nên tôi mới nói mẹ đưa anh về Phan Rang để tôi chăm sóc. Về nhà tôi thấy anh khỏe được một chút rồi truyền nước biển. Nhưng vô Sài Gòn xong, anh bị lại. Nói về chuyện đưa con gái vào thành phố Hồ Chí Minh học tập để gia đình được ở cạnh nhau, và nghệ sĩ thương tín giải bài: "Tôi cũng mới cho con về quê được 1-2 tháng vì cháu đang bắt đầu học lớp 1. Thực ra tôi định để con học ở Sài Gòn để gần thương tín, có gì còn đỡ đần cho cha. Tôi cũng sợ anh ấy sau này già yếu, đau bệnh, chứ đâu thể trẻ hoài." Bởi cuộc sống khó khăn nên vợ và con gái của nghệ sĩ thương tín về Phan Rang sinh sống. Còn nam nghệ sĩ hiện ở trong căn phòng trọ chưa đầy 20m², hàng ngày chạy xe ôm. Do tình hình dịch bệnh nên thời gian qua thương tín không có phim để đóng, thu nhập giảm, trong khi tiền gửi về cho vợ con, chi phí phòng trọ, sinh hoạt phải chi trả. Thương tín chấp nhận đi hát ở tỉnh xa, nhưng không phải lúc nào cũng được gọi. Ông từng chia sẻ, có nhiều khi phải vay mượn bạn bè tiền đóng phòng trọ. Túi lục tuần vẫn phải chạy ăn từng bữa, có khi nhịn ăn, trong túi không đủ 100.000 đồng. Nghệ sĩ thương tín vốn là một nghệ sĩ đào hoa. Ông trải qua nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ. 4 lần lên xe hoa, nhưng chưa một lần tổ chức lễ cưới. Ông có một người con trai tên Thanh Tùng, đã lập gia đình và đang là ca sĩ phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến khi về già ông lại làm nổi một mình, không vợ, cũng chẳng sống gần con. Tưởng đâu nam nghệ sĩ sẽ sống cuộc đời độc thân. Tuy nhiên ở tuổi 58, ông có thêm một cô con gái nhỏ. Người vợ kém nghệ sĩ thương tín 32 tuổi, tên là Bùi Kim Chi, lúc đó chỉ mới 27 tuổi, cùng quê với ông. Chị Kim Chi là cô gái bình thường ở quê, với công việc hàng ngày là nội trợ và làm vài công việc lặt vặt khác để kiếm sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.